Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Share Corner cùng chủ đề 30 câu nói về sự thất bại làm động lực cho bạn. Bạn đã từng thất bại? Bạn đã làm gì sau khi bạn vấp ngã? Có bao giờ bạn nghĩ thất bại sẽ là động lực cho những thành công của bạn sau này? Có lẽ không ai trong chúng ta chưa từng trải qua thất bại, nhưng cách chúng ta đối diện với sự thất bại ấy sẽ rất khác nhau. Bạn chỉ thực sự thất bại khi bạn bỏ cuộc. 30 câu nói được chia sẻ sau đây, Share Corner hy vọng sẽ là động lực giúp bạn đứng dậy sau những thất bại để đạt tới thành công. 1. Hành trình vạn dặm khởi đầu từ những bước chân đầu tiên. 2. Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. 3. Không có nghèo gì bằng là không có tài, không có gì hèn bằng không có trí. 4. Hãy hướng về phía mặt trời, bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối, đó là những gì hoa hướng dương đang làm. 5. Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê. 6. Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại. 7. Chỉ vì bạn đã từng thất bại, không có nghĩa là bạn sẽ mãi mãi thất bại. Hãy tiếp tục cố gắng, kiên trì và luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn tin vào chính bạn. Bởi vì nếu không thì ai sẽ tin vào bạn đây? 8. Thất bại không phải là ngã mà là từ chối đứng dậy. 9. Tôi biết thế nào là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn muốn làm điều đó vì tôi muốn thế. Phụ nữ cũng như đàn ông phải thử thách bản thân mình. Khi họ gặp thất bại đó sẽ là một thử thách đối với những người khác. 10. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm. 11. Để thành công chỉ cần giao đúng người, đúng việc. 12. Kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, còn kẻ bỏ cuộc thì không bao giờ chiến thắng. 13. Đừng mong đích đến sẽ thay đổi nếu bạn không thay đổi con đường. 14. Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đạt được, mà bởi những gì ta đã vượt qua. 15. Tôi chưa thất bại, chỉ là tôi đã tìm ra 10.000 cách không hoạt động mà thôi. 16. Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, lòng can đảm đi tiếp mới là quan trọng. 17. Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại. 18. Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ. 19. Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng. 20. Sự vinh quang lớn nhất của chúng ta không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà nằm ở việc vươn dậy sau mỗi lần thất bại. 21. Chấp nhận thất bại với lòng kiêu hãnh, chấp nhận lời phê bình bằng tư thế đĩnh đạc, nhận vinh dự với sự nhún nhường, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và độ lượng. 22. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết, mà chính là ở ý chí. 23. Bạn không thể để thất bại định hình mình, bạn phải để thất bại dạy mình. 24. Một người có thể trượt ngã nhiều lần, nhưng anh ta chưa phải là kẻ thất bại chừng nào anh ta chưa bỏ cuộc. 25. Thất bại chỉ đơn giản là cơ hội để khởi đầu lại một lần nữa một cách sáng suốt hơn. 26. Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn vẫn còn cơ hội. Bỏ cuộc chính là thất bại lớn nhất. 27. Sẽ sáng suốt khi nhớ rằng không thành công hay thất bại nào là cuối cùng. 28. Không có gì là thất bại, chỉ có các kết quả mà thôi. 29. Thử và thất bại vẫn tốt hơn sống cuộc đời cứ mãi tự hỏi nếu khi ấy ta thử thì chuyện gì sẽ xảy ra. 30. Nếu bạn lo sợ thất bại thì bạn không xứng đáng để thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.